đồng, ra mắt đồng chí Thu 25 cân. Đâu ta? Có nghĩa đứng đây kìa. Dài đấy, bãi tắc đây. Mình quay quay lướt quay 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 kìa. Ê, nhảy anh, nhảy thôi, dính ra cái già nha. Nhảy thôi, nhảy thôi, nhảy thôi, cái đầu cần quên kia. Thôi mình nhảy thôi, đừng có ép, nhảy thôi, anh nhảy thôi. Qua rồi, không qua rồi, không qua rồi. Lắc cái đầu nước á. Lưu Trời ơi, bít cá ủ quá. Dạ anh nói sao? Hai con ơi, Chánh ơi. Hai con. Ô, một bạn là sáu bạn ơi. Hai con bạn đâu? Hai con bạn luôn. Ừ, bên ai ăn cho hết trời. Trời ơi. Con cá bự. Sao cảm giác sao anh? Quá đã chú ơi. Quá đã hả? Ừ. Ok. Hay quá.
Qua đây, qua đây, qua đây. Để câu bên này. Oh, còn ngàn năm có màu. Rồi. Không được. Hai con á. Ồ, bóng hạp đá luôn được. Đây. Bóng hạp đá luôn. Chỗ ăn bên kia. Cậu lên chứ, là đi cậu lên đây. Cậu lên ha. Này anh em dự kiến bán này khoảng bao nhiêu? Anh xem những tiền của anh. Yeah. 2 kg. 7 5 kg đô lên. Đấy, ký vào đây. Anh kia mấy ký à? Này dốc không, dốc cổ luôn á. Anh sao mấy ký? 10 ký. Anh 4 ký rồi à. 4 ký nãy ký vô. Thôi nói tôi nói con này nè là 6 ký à. Thấy không? Đây, bắt chủ tàu bên đây mấy ký? Bắt nghe mấy ký? Bắt trên kia rồi. Nó vô. Rồi, của đây, của thẳng cơ, của thẳng. Cho lỏng. Bị chán rồi. Hơi nào, khỏi gỡ luôn chưa? Đừng có bỏ chân xuống nha.